Nhà cầm quân kỳ cựu Thomas Dooley vừa được bổ nhiệm trở thành giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Viettel. Đây là màn tái hợp giữa hai bên sau giai đoạn hợp tác trước đó trong hai mùa giải 2019-2020. Huấn luyện viên Thomas Dooley cũng từng làm việc tại câu lạc bộ Viettel với vai trò giám đốc kỹ thuật vào năm 2019 và gắn bó trong hai mùa giải. Năm 2020, ông cùng câu lạc bộ Viettel giành chức vô địch V-League và về nhì tại cúp quốc gia. Huấn luyện viên Thomas Dooley thuộc hàng số má của bóng đá thế giới. Thời còn thi đấu đỉnh cao, ông là hậu vệ quét chứ danh của đội tuyển quốc gia Mỹ. Tại World Cup 1998 tổ chức trên đất Pháp, ông là thủ quân của đội tuyển Mỹ và chơi trọn cả 3 trận đấu vòng bảng dù kết quả không được như ý. Giải nghệ năm 2000, danh thủ sinh ra trên đất Đức có một năm thử sức với sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt đội bóng nhỏ của Đức là Saarbrücken. Năm 2011, Dooley trở lại và đảm nhiệm vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Klinsmann, khi đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ, rồi lần đầu dẫn dắt đội tuyển Philippines năm 2014 và giúp đội bóng này giành được nhiều kết quả tích cực.